Vâng, sau bao nhiêu ngày mưa gió rét mướt thì hôm nay hai mấy Tết rồi mà trời cũng có một tí hừng hừng nắng ấm rồi các bác ạ. Không biết là các bác mình Tết nhất sắp chúng ta sắm sửa đến đâu rồi. Đấy thì các bác mình quan trọng nhất là việc đi lại đúng không ạ? Đấy thì thực sự là theo dự báo thời tiết là bắt đầu từ 29 và đến ngày 7 Tết là trời vừa mưa vừa rất là rét luôn. Thời tiết như vậy thì thực sự là chạy xe máy rất là buốt. Đấy, người lớn này cũng là trẻ con này cảm giác là nhếch nhác khó chịu rồi nên là rét rồi là đã mặc quần áo đẹp còn mặc áo mưa áo mủ đấy ấy thì thực sự là nhìn rất là bất tiện. Các bác mình đang có nhu cầu mua xe thì hãy tranh thủ cái thời gian này các bác nhé, vì cận kề Tết rồi thì em về rất là nhiều dòng xe mới và giá thì cực kỳ yêu thương luôn. Các bác mình quan tâm thì hãy liên hệ trực tiếp cho em qua hai số hotline 0906034285 hoặc 0397265286 các bác nhé. Các bác xem thì nhớ like, đăng ký cũng là chia sẻ giúp em ạ. Cửa hàng bên em thì phục vụ các bác 24 trên 24 luôn. Và cả cả là Tết mùng 1 em vẫn bán bình thường các bác nhé. Đấy, tại vì là nhà em ở đây rồi, ở cửa hàng ở đây rồi. Thì nếu mọi người chúng ta có nhu cầu mua xe thì mình cứ đến cửa hàng em thôi. Đấy, kể cả mùng 1 Tết em vẫn bán bình thường. Đấy ạ. Em mọi người trước khi đi thì hãy liên hệ trực tiếp cho em qua hai số hotline vừa nãy em đọc rồi đấy ạ. Có kết bạn Zalo, em sẽ gửi hình ảnh vị trí cửa hàng. Và sắp sửa Tết nhất đến nơi rồi thì em cũng kính chúc các bác là chuẩn bị bước sang năm mới thật là nhiều sức khỏe, bình an. Đấy, các bác thì năm nay thì làm kinh tế nó hơi khó khăn thì chúc các bác sang năm mới là làm ăn là phát tài phát lộc các bác nhé. Đấy, các bác có tiền thì các bác sẽ đi mua xe và đương nhiên là em sẽ bán được xe rất là xe bán được rất là nhiều xe luôn. Còn bây giờ thì em sẽ không để cho các bác mất thời gian, em sẽ báo giá lần lượt. Vâng, như chiếc đầu tiên là một chiếc xe Kia Soluto được sản xuất năm 2020 các bác nhé. Động cơ máy 1.4 số sàn. Cái này thì cũng về mới về tầm tuần nay thôi. Đấy, 2020 một mẫu xe lướt các bác ạ. Mới có qua 3 năm sử dụng thôi. Và giá con này thì cũng chỉ có 299 triệu đồng thôi các bác nhé. Đấy, 299, 295 thôi. Kia Soluto số sàn các bác nhé, một chủ từ đầu biển Bắc Linh. Dạ vâng, Hyundai Accent các bác ạ, Hyundai Accent 2018 2019 này. Con này thì nó là bản bay, bản thiếu và xe thì có dịch vụ rồi các bác nhé. Giá em đang bán là 328 triệu đồng. Đằng sau là một con Vios mới về các bác ạ, bản E209 này. Giá thì chắc chỉ tầm khoảng trăm bảy mấy hoặc trăm tám mấy thôi. Đấy, đây là bản E các bác nhé, bản E. Kia Morning tự động 2008 155 triệu màu xanh. Và đằng sau là một chiếc xe Kia Morning van mọi người nhé. Đấy, một chiếc xe Kia Morning van, biển D là van mọi người. Van thì làm sao ạ? Đăng ký hai chỗ thôi. Hôm qua em có lên sóng cho bác một con Spark van 2010 giá 55 triệu thì em đã nhận cọc, em đang đi giao Thanh Hóa rồi. Đấy. Nhận cọc và giao Thanh Hóa rồi nhé. Tiếp tục phía đằng sau là một chiếc xe Toyota Camry các bác ạ. Đấy, một chiếc xe Camry 2009 các bác nhé. Cái xe này thì mang biển kiểm soát Hà Nội và giá thì cũng chỉ tầm khoảng dưới 300. Đấy. Vâng, chiếc xe Ford Fiesta anh em vừa đến đây. Ford Fiesta 2015 các bác nhé. 2015 tự động. Đấy, 1.6 biển 15K28775. Và giá con này thì cũng chỉ có 270 578 triệu đồng thôi. Đấy, rất là nhiều dòng xe mới về. Đằng sau thì chiếc xe Hyundai Avante các bác ạ. Đây, Hyundai Avante số tự động. Được sản xuất là năm 2011 các bác nhé. Cửa lóc rồi là điều hòa auto, nội thất thì ghế da thay rồi nên là rất là sạch sẽ. Giá bán của con này là 275 triệu. Bên đây thì chiếc xe City 2016 các bác này. Đấy. City sản xuất năm 2016 các bác nhé. Con này thì số tự động 1.5. Đấy, biển rút hồ sơ rồi, biển Hà Nội mà. Và giá em đang bán con này thì chỉ có 369 thôi. Vios, một chiếc xe lồi đồng cối đá đến từ thương hiệu của Nhật các bác nhé. 2014 bản E biển 15K12863 và với giá bán của con này là 278 triệu đồng thôi. Lốp dép rất là mới rồi là nội thất cũng mới luôn, đăng kiểm tháng 11. Đấy, màn hình Android xịn sò quá nhé. Bên trong thì hàng loạt những dòng xe phân khúc hạng A các bác ạ. Đấy.
Con này hồ sơ có rồi, cầm tay rồi, hồ sơ có rồi, hồ sơ có rồi, con này hồ sơ rồi, có rồi. À, với chiếc xe i10 số tự động mọi người này, 2016 mọi người nhé. Đấy, con này biển Hà Nội rút hồ sơ rồi các bác ạ. Em đang bán với giá là 279 này. i10 sản xuất năm 2015 nhé. Đấy, 2015. À, đặc biệt con này thì đã độ lên đèn bi, hồ sơ cũng cầm tay rồi. Mọi người sang tên rất là nhanh mọi người ạ. Giá em đang bán là 179 triệu. Chiếc xe đến từ thương hiệu của Xét các bác ạ. Pro được sản xuất ở năm 2011 các bác nhé, 2011, động cơ máy 1.0 tư nhân chính chủ biển Hải Phòng. Và giá em đang bán con này là 201 này. Chiếc xe đến từ thương hiệu của Trung Quốc các bác ạ, BYD. Đấy, một chiếc xe BYD sản xuất là năm 2011 các bác nhé, động cơ 0.8 biển 15K38742. Giá em đang bán là 865 triệu thôi. Còn con này thì modeling tự động. Đấy, một chiếc xe Kia modeling số tự động các bác nhé. 2011. Đấy, nhập khẩu 229, đèn led đèn bi đầy đủ. Còn con này thì Kia modeling bản FI 2014 các bác ạ, số tự động. Đấy. Biển Hà Nội 30H90552. 238 thôi. Còn con này thì chiếc xe nhập Hàn. Đấy, Matiz 206 các bác nhé. 105 triệu thôi, tránh mưa tránh nắng này. Còn con này thì Chevrolet Spark ạ. Đấy, sản xuất năm 2011, số tự động các bác nhé. 0.8 thôi, tiết kiệm nhiên liệu. Và giá thì chỉ có bao nhiêu ạ? 135 triệu thôi. Đấy, ghế nỉ nguyên bản để đăng kiểm cũng vẫn còn màu xanh nhé, biển Hải Phòng. Còn trên đây thì rất là nhiều dòng xe phân khúc hạng A nữa này. Trên đây, đấy. Con này thì chiếc xe i10 2015. Đấy. 2015 các nhá, số sàn biển 99 đấy. Đăng kiểm con này thì cũng gần hết, biển thì vẫn sử dụng được. Đấy thì giá em đang bán là 179 triệu các nhá, 179. Tiếp tục đây là chiếc xe Hyundai Accent các bạn. Chiếc xe Hyundai Accent được sản xuất là năm 2014, số tự động các nhá, máy chấm 4. Bản này thì bản hatchback, nó có cả cửa lock. Đấy, rồi là đèn led đèn bi đầy đủ các bác ạ. Giá em đang bán là 315 triệu thôi. Đấy, 315 triệu. Kia Morning được sản xuất là năm 2011 các bác nhá. Đấy, 2011, xe nhập, động cơ máy 1.0 biển Hà Nội. Em đang bán với giá là 145 triệu. Đấy, gần chốt rồi. Con này đây. Đấy. 2018 các bác nhá. À 2016 các bác ạ. Đặc biệt con này thì đã được lên la đăng phay này. À, màn hình Android xịn sò này, ghế da là nguyên bản theo xe các bác nhé. Con này đang bán với giá là 185, rất đẹp, đấy, vào tên vẫn kịp nhé. Có rất là nhiều dòng xe Moline i10. Đây là chiếc xe Moline 23 này, đấy, form này form mới rồi các bác. Đấy, 23 form mới rồi. Con này thì mang biển 18 Nam Định ạ. Đấy, 148. i10 được sản xuất là năm 2015, form của 2017. Biển 25 các bác nhé. Hiện tại thì con này em đang bán với giá là 175 triệu thôi. Đấy. Đời 25 nhưng form của 27. Còn đây là chiếc xe Daewoo Gentra X này, số tự động các bác ạ, sản xuất năm 2009, động cơ máy 1.2 có cửa lock, hệ thống túi khí an toàn, màu đen biển Hà Nội. Giá em đang bán là 175 triệu thôi. Con này Spark Van điện cọc rồi các bác nhé. Đấy, con này hôm qua em lên sóng rồi, điện van 2010, 2 chỗ thôi, 55 triệu. Em có về một con Avante số tự động với các bác này. Đây, là một con Avante số tự động biển Thanh Hóa đây. Xe mới về đây. Đây, đấy. Anh em thì đang dọn dẹp. Đấy, chắc nữa lên sóng cho mọi người xem mọi người nhé. Tết nhất đến nơi rồi, rất là nhiều dòng xe mới về. Còn con này thì hơn 100 triệu tự động. Đấy, một chiếc xe hạng sang.
Formandale sản xuất năm 2005, số tự động mọi người nhé, bản V6 ạ, máy 2.5 luôn. Đấy, con này có cửa lóc rồi là có cả khí điện các nhé. Giá em đang bán là 128 triệu. Một chiếc xe Yancha nhập máy 1.2, có cả túi khí an toàn, hệ thống cương cục xe. Giá bán của con này là 139 triệu thôi. Còn đây là chiếc xe Kia K3 số sàn mọi người 2014 này, 299 triệu. 5 chỗ gầm cao Hyundai Tucson được sản xuất năm 2010 mọi người nhé, động cơ 2.0. Con này bản full, cửa lóc, ghế điện, đấy, điều hòa auto, biển Hải Phòng mọi người nhé. Em đang bán với giá là 350. Avante 2013 rút hồ sơ rồi, một mẫu xe phân khúc hạng C, biển Thanh Hóa mọi người nhé, 226. Toyota Vios bản G là bản cao cấp nhất đây mọi người, 2014. Nguyên bản nó có đèn bi, điều hòa auto và độ thất ghế nguyên bản luôn, đăng kiểm tháng 4 năm sau. Giá em đang bán là 339. Samsung XM3 sản xuất năm 2014 mọi người nhé, động cơ máy 1.6 tự động, nhập hàng, cửa lóc, phanh tay điện tử, điều hòa auto và giá em đang bán con này là 258 triệu này. Cruise, một bộ xe phân khúc hạng C biển Hà Nội các bác nhé, 275. Chiếc xe Audi A6 sản xuất năm 2009 với động cơ 2.0 mọi người ạ, biển Quảng Ninh và giá em đang bán là 265 triệu này. Innova 2013 bản E, đây là một mẫu xe gia đình nhé, không dịch vụ, không taxi, độ đèn bi gầm này và nội thất của cái dòng này thì tapo taxi của nó là màu đen mọi người nhé, form 23 là tapo màu đen, nội thất thì ghế mới, đăng kiểm dài, màn hình Android xịn sò, giá là 296 triệu thôi. Con này Innova 2016 mới về này, form mới. Con này thì nó có dịch vụ các bác nhé, 419 triệu. Em có một con gia đình 2016 form mới luôn. Còn con này Innova bản G209, con này cũng là một chiếc xe tên công ty nhưng mà không phải công ty taxi mọi người nhé, công ty gia đình thôi, 219 triệu. Còn con này thì với chiếc xe Fortuner máy dầu, máy xăng mọi người nhé, 23. Đấy, tự động 2.7 2 cầu và giá em đang bán với con này là 401 này. Đấy. Innova bản G2010. Giá em đang bán là 219 triệu. Innova form mới đấy mọi người ạ, bản E26 mọi người nhé. Đây là một bộ xe gia đình không dịch vụ, không taxi, 450. Còn con này Innova bản G206 này, 189 triệu, rút hồ sơ rồi. Một chiếc xe Nova 2015 bản E, dịch vụ tư nhân rồi các bác nhé, 285 thôi. Còn con này thì dây đời chót đây mọi người, lên 206 thì lên Innova, đấy, 205 thì dòng xe Toyota dây 205, động cơ 2.0, rút hồ sơ rồi và giá là 158. Con này thì Innova bản G209, xe dịch vụ taxi ra được mọi người ạ, em đang bán 201. Lacetti nhập khẩu mọi người nhé, 2009, động cơ máy 1.6, con này thì biển 19 Phú Thọ mọi người nhé. Đấy, em đang bán với giá là 169 triệu thôi. Đấy. Và con này thì mới về mọi người, Kia Cerato mới về. Đấy. Rất là nhiều dòng xe mới về luôn các bác ạ. Biển Hà Nội các bác nhé, Cerato. Con này thì chắc tầm khoảng 2010. Đấy. 2010 thì giá dao động tầm khoảng 270 mấy triệu các bác ạ. Bên cạnh là chiếc xe i10 tự động này, 2015, giá em đang bán là 275,79 triệu này. Còn cân kia là Ghiết 209 các bác ạ, 132, để có đang có khách xem này. Một chiếc xe Lacetti Việt 2010, đấy. Quên ạ, 209 các bác nhé, một chủ từ đầu luôn, không dịch vụ. Giá là 138 triệu thôi. i10 bản sedan 2018 máy chấm 2, con này là dịch vụ ra rồi, màu bạc xịn. 279. Một Kia Cerato nữa 2009 mọi người ạ, con này thì nó chưa phải bản full vì nó không có cửa lóc nên giá thành rẻ hơn, 239 thôi. Vios 2019 form mới mọi người nhé, trang bị 7 túi khí an toàn, máy eco, điều hòa auto và giá em đang bán con này là 435 mọi người nhé, 435 triệu. Vena 2008 này, đấy, máy chấm 4, số sàn nhập mọi người nhé, giá thì loanh quanh tầm hơn trăm thôi. Mazda 3 sản xuất năm 2013, tự động. Đấy, động cơ của nó là 2.0, cửa lóc, đèn bi đầy đủ, biển Hải Phòng mọi người ạ. Và em đang bán với giá con này là 3.1.
Bên cạnh đây là một chiếc xe Cruise 2018, đây là một mẫu xe gia đình mọi người nhé, không dịch vụ, không taxi, một chủ từ đầu biển 28 Hòa Bình. Giá em đang bán con này là 285, đăng kiểm 2 năm mọi người. Màn hình theo xe, quan trọng nhất là máy zin, đấy, keo chỉ zin. K3 số tự động 2015, bản chấm 6, 360 mới về. Một chiếc xe Lacetti SE nữa này, số sàn. Con này thì là 2010, biển Thanh Hóa mọi người nhé, 165. Đấy. Vios 2018 mọi người ạ, bản E, đấy, số sàn biển Hải Dương mọi người nhé. Hiện tại em đang bán là 299. Và cuối cùng là Lacetti nữa, bản SE luôn, và giá cũng chỉ có 165 thôi. Đấy. Đấy thì mọi người xem này, xe thì em có rất là nhiều luôn, tha hồ mọi người lựa chọn tầm tiền vài chục hoặc là hơn trăm, 200, 300, kể cả 400, 500 mọi người nhé. Mọi người có nhu cầu thì hãy liên hệ trực tiếp cho em qua hai số hotline 0906034285 hoặc 0397265286 mọi người nhé. Mọi người xem nhớ like, đăng ký và chia sẻ giúp em ạ. Còn bây giờ thì em xin kết thúc video tại đây. Hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.